Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mẫu Nhà Đẹp. Và hôm nay mình xin chia sẻ cho bạn cái cách tính cái số bậc làm sao nó rơi vào cung sinh, cung tốt nhất các bạn nhé. Thì sau khi mình nghiên cứu thì mình đã đưa ra một cái công thức rất là đơn giản để cho các bạn áp dụng. Thì trước tiên các bạn nhìn thấy trên cái bảng cái số bậc mà rơi vào cung sinh thì nó rơi vào cái số là 5, 9, 13, 17 và 21. Như vậy thì là mình sẽ đưa ra một công thức, tức là n, cái số bậc n thì bằng 4 nhân với cái n, cái số hoặc các bạn muốn thêm cộng với 1. Đấy, thì bất cả các bạn thêm bất kỳ một con số nào mà để các bạn tính số bậc ấy, đưa vào cái số n thì nó sẽ ra được cái cung sinh. Giả sử như là các bạn thêm số 1 và trừ n thì các bạn đấy 4 nhân với 1 cộng 1, tức là số 5 cung sinh. Tương tự các bạn thêm số 2, 2 nhân 4 bằng 8, 8 thì cộng với 1 thì bằng 9, lại rơi vào cung sinh. Các bạn nhân bất kỳ một cái số nào đều vào cung sinh hết nếu giúp các bạn áp dụng công thức này. Đấy. Thì như các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là cái số bậc mà mình đã chia. Giả sử như là cái từ tầng 1 đến tầng 2 mình có 21 bậc thì các cung sinh nó sẽ rơi vào những chữ màu đỏ màu xanh các bạn nhé. 1, 5, 9, 13, 17 và 21. Đấy là các số bậc mà rơi vào cung sinh. Đấy. Đây thì các bạn cứ áp dụng theo công thức này thì chắc chắn là chính xác 100% và các bạn không phải lo lắng. Đấy, thì rất hy vọng với cái cách tính này thì giúp cho các bạn có được cách tính đơn giản, chính xác nhất. Rất mong các bạn ủng hộ vào cách nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video này cho mọi người cùng biết tới. Và ở video tiếp theo phía sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tính số bậc theo chiều cao tầng và nó đảm bảo được đúng cái tiêu chuẩn thiết kế mà nó không quá cao, không quá thấp các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tiếp theo.